vợ nhặt trước kia mỗi chiều cứ vào lúc chạng vạng mặt người thì chàng đi làm về hắn bước ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiêu luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến hắn vừa đi vừa tùm tỉm cười hai con mất nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều hai bên quay hàm bạch ra rung rung làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhính những ý nghĩ gì vừa lý thú vừa dữ tợn hắn có tật vừa đi vừa nói hắn làm nhảm than thở những điều hắn nghĩ, trẻ con trong xóm, cứ thấy cái thân hình to lớn, vập vạp của hắn từ dốc chợ đi xuống là ùa cả ra vây lấy hắn, reo cười váng lên, a a a, anh chàng, anh chàng đã về chúng mày ơi, anh chàng ơi bế em mấy, anh chàng ơi đã uống rượu chưa, anh chàng ơi, đứa túm đằng trước, đứa túm đằng sau, đứa củ, đứa kéo, đứa lôi chân không cho đi. Chàng chỉ ngửa mặt lên cười hình hạch cái xóm ngụ cư tồi tàn ấy mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc. Nhưng độ này thì trẻ con không đứa nào buồn ra đón chàng nữa, chúng nó ngồi ủ rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích. Trong bóng chiều nhá nhem, chàng đi từng bước mệt mỏi, chiếc áo nâu tàng vắt sang một bên cánh tay, cái đầu chọc nhẵn chúi về đằng trước. Hình như những lo lắng, chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào những gia đình từ những vùng nam định thái bình đội chiếu lũ lượt bồng bế dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ người chết như ngà giả, không buổi sáng nào người trong làng đi chợ đi làm đồng không gặp ba bốn cây thây nằm còng queo bên đường không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy một buổi chiều người trong xóm bỗng thấy chàng về với một người đàn bà nữa mặt hắn có một vẻ gì phờn phơ khác thường hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước thị cắp cây thúng con đầu hơi cúi xuống cây nón rách tàng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt thị có vẻ rón rén e thẹn mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem sợ chúng nó đùa như trước chàng vội vàng nghiêm nét mặt lắc đầu ra hiệu không bằng lòng mấy đứa trẻ đứng dừng lại nhìn chàng đột nhiên có đứa gào lên, anh chàng ơi, chàng quay đầu lại, nó cong cổ gào lên lần nữa, trông vợ hài, chàng bật cười, bố danh, người đàn bà có vẻ khó chịu lắm, thị nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên sóc sóc lại tả áo. Ngã tư xóm chợ về chiều càng sắc sơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào, ngăn ngắt, hai bên dãy phố, úp súp, tối om, không nhà nào có ánh đèn, lửa. Dưới những gốc đa, Góc gạo xù xì bóng những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma tiếng quả trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết nhìn theo bóng chàng và bóng người đàn bà lủi thủi đi về bến người trong xóm lạ lắm họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán hình như họ cũng hiểu được đôi phần những khuôn mặt hốc hác u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ một người thở dài, người khác khẽ thì thầm hỏi, ai đấy nhỉ, hay là người dưới quê bà cụ tứ mới lên, chả phải, từ ngày còn mù ma ông cụ tứ có thấy họ mạc nào lên thăm đâu. Quái nhỉ, im một lúc, có người bỗng lại cười lên rung rúp, hay là vợ anh cu chàng, ỉ khéo mà vợ anh cu chàng thật anh em ạ, à. chồng chị ta thèn thẹn hay đáo đề. Ôi chao, rời đất này còn rước cái của nợ đời về, biết con nuôi nổi nhau sống qua được cái thì này không? họ cùng nín lặng, người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình, thị càng ngượng nhịu, chân nọ bước díu cả vào chân kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy làm thích ý lắm, cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình. Người đàn bà cào nhau câu gì trong miệng, hắn quay lại hỏi, gì hả, không, hắn cũng cào nhau, làm gì mà họ khỏe nhìn thế không biết. Hắn bỗng đứng dừng lại nhìn ngang nhìn ngửa, này bác trang, bác trang, sau một khuôn cửa tối một cái đầu chọc thò ra gọi giật giọng chàng lật đật quay lại về muộn mấy hắn vào chơi cái đã nào chàng đứng lại thoái thác thôi ông để cho đến hôm khác cái đầu chọc nháy nháy một con mắt hất hất về phía người đàn bà hóm hình cánh nào đấy à à người quen thôi để hôm khác ông nhá hắn quay ngoắt trở ra lật đật chạy theo người đàn bà như người xấu hổ chạy trốn người đàn bà đã đi đến trước cây miếu cũ chàng gọi với ấy rẽ lối này cơ mà Đằng này à, ừ, hai người lặng lẽ rẽ xuống một con đường nhỏ, con đường sâu thăm thẳm, luồn giữa hai bờ tre cao vút. Ở đây vắng vẻ, thoải mái, hắn định nói với thị một vài câu rõ tỉnh tứ mà chẳng biết nói thế nào. Hắn cứ lúng ta lúng túng, tay nọ xoa xoa vào vai kia đi bên người đàn bà. Thị cũng không nói gì, hai con mắt tư lự nhìn ra phía trước. Tiếng gió trên bờ tre rì rào và tiếng lá khô kêu xào sạc dưới bàn chân trong một lúc chàng hình như quên hết những cảnh sống ê chề, tăm tối hàng ngày, quên cả cái đói khát ghê gớm đang đe dọa, quên cả những tháng ngày trước mặt. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy, nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt chàng, tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng. Sắp đến chưa, người đàn bà chợt hỏi, sắp nhà có ai không? có một mình tôi mấy u, thị tùm tìm cười, đã một mình lại còn mấy u, bé lắm đấy, hắn bật cười, à nhỉ, câu chuyện xem chừng đã thân thân, hắn đi sát gần bên thị hơn, ngẫm nghĩ một lúc, chợt hắn giơ cái chai con vẫn cầm lăm lăm một bên tay lên khoe, dầu tối thắp đây này, sang nhỉ, khá thôi, hài hảo đấy, đắt quá, cơ mà thôi chả cần, hoàng nó vừa vừa chứ, hắn chặc lưỡi, vợ mới vợ miếc cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ chả nhẽ chưa tối đã rúc vào ngay, hì hì. Khi gió, thị phát đánh đét vào lưng hắn, khoạm mặt lại, hắn thích chí ngửa cổ cười khanh khách, mấy con chó giật mình chạy thọt vào trong lũy thỏ mõm ra sủa váng lên. Chàng nhặt một hòn gạch vung tay ném mạnh một cái, mẹ bố chúng mày cắn gì thế, vẫn chưa đến à, còn chán, khiếp, thị cau mặt lại, dẫy lên, hắn phỉ ra cười, cúi xuống nhấc cành rong sắp cổng ra reo lên, đây, rồi ô ôi thị lẳng lặng theo hắn vào trong nhà, cái nhà vắng teo đứng rung gió trên mảnh vườn mọc lồn nhồn những bối cỏ dài. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài. Chàng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những nhiều bát, sông áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất. Hắn quay lại nhìn thị cười cười, không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy, thị nhếch mép cười nhạt nhẽo chàng vỗ vỗ xuống giường đon đả ngồi đây ngồi xuống đây tự nhiên người đàn bà theo lời hắn ngồi mướm xuống mép giường cả hai bỗng cùng ngượng nghịu chàng đứng tay ngây ra giữa nhà một lúc chợt hắn thấy sở sở chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ, hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết hắn loanh quanh hết chạy ra ngõ đứng ngóng lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà thị vẫn ngồi mướm ở mép giường hai tay ôm khư khư cây thúng, mặt bần thần. Hắn nghĩ bụng, quái sao nó lại buồn thế nhỉ? Ồ sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ vô vơ một bãi nước bọt, tùm tìm cười một mình. Nhìn thị ngồi ngay giữa nhà, đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ như không phải thế. Già hắn đã có vợ rồi đấy ư? Hà, việc xảy ra thật hắn cũng không ngờ, hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào đâu có hai bận ấy thế mà thành vợ thành chồng. Ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi vêu ra ở đây. Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rơi vãi, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh, hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng muốn ăn cơm trắng mấy giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh, nì, chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng ghẹo cô nào. Nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô à này ra với hắn, cười như nắc nẻ, kìa anh ấy gọi. Có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Thị cong cớn, có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy. Chàng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười. Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng. Đã thật thì đẩy chứ sợ gì, đằng ấy nhỉ. Thị liếc mắt, cười tít, chàng thích lắm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với hắn tỉnh tứ như thế lần thứ hai, chàng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh thì thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn sưng xỉa nói, điêu, người thế mà điêu, hắn dương mắt nhìn thị, không hiểu, thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra thị là ai. Hôm nay thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đìa, thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cầy xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thế mà mất mặt. À hắn nhớ ra rồi, hắn tuyết miệng cười, chả hôm ấy thì hôm nay vậy, này hẵng ngồi xuống ăn miếng dầu đã, có ăn gì thì ăn, chả ăn dầu, thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn, đây, muốn ăn gì thì ăn, hắn vỗ vỗ vào túi, dích gố cô, hờ, hai con mắt trũng hoáy của thị tức thì sáng lên, thị đon đả ăn thật nhá, ừ ăn thì ăn sợ gì, thế là thị ngồi xả xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện cho gì ăn xong thị cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở, hà, ngon, về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố, hắn cười, làm đếch gì có vợ, này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuôn hàng lên xe rồi cùng về, nói thế chàng cũng tưởng là nói đùa, ai ngờ thị về thật, mới đầu anh chàng cũng trởn, nghĩ, thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng. Sao không biết nghĩ thế nào hắn chặt lưỡi một cái, chặt, kệ, Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe bò về. Chàng chợt đứng dừng lại, lắng tay nghe, ngoài ngõ có tiếng người hung hắng ho, một bà lão từ ngoài rặng tre lọng học đi vào ngõ. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng, thấy mẹ, chàng reo lên như một đứa trẻ, và gọi với vào trong nhà, U đã về đấy, hắn lật đật chạy ra đón, hôm nay sao U về muộn thế? làm tôi đợi nóng cả ruột. Bà cụ tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng, chậm chạp hỏi, có việc gì thế vậy? Thì u hẳng cứ vào trong nhà đã nào, bà lão phấp phòng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân bà lão đứng sững lại, bà lão càng ngạc nhiên hơn. Quái sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Không phải con cái độc mà, ai thế nhỉ? bà lão hấp hái cặp mắt cho đỡ nhoèn vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải bà lão nhìn kỹ người đàn bà lẫn nữa vẫn chưa nhận ra người nào bà lão quay lại nhìn con tỏ ý không hiểu chàng tươi cười thì u hắng vào ngồi lên giường lên giếc chính trện cây đá nào bà lão lập cập bước vào người đàn bà tưởng bà lão già cả điếc lác thị cất tiếng chào lần nữa u đã về à ô hay thế là thế nào nhỉ bà lão băn khoăn ngồi xuống giường chàng nhắc mẹ kia nhà tôi nó chào u thấy mẹ vẫn chưa hiểu hắn bước lại gần nói tiếp nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u ạ chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau chẳng qua nó cũng là cái số cả bà lão cúi đầu nín lặng bà lão hiểu rồi lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình chào ôi người ta dựng vợ gà chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi những mong sinh con để cái mở mặt sau này. Còn mình thì, trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rụ xuống hai dòng nước mắt. Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? Bà lão khẽ thở dài đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được. Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ra ông rời bắt chết, cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ dạng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới, ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng. Chàng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi, hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân bà cụ tứ vẫn từ tốn tiếp lời nhà ta nghèo con ạ à? vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn rồi ra may mà ông rời cho khá biết thế nào hở con ai giàu ba họ ai khó ba đời có ra thì rồi con cái chúng mày về sau bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài bóng tối trùm lấy hai con mắt ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối mùi đốt đống giấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đưa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhốc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật kể cô ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhặt chỉ cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi, năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá, bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống dòng dòng. Chàng đứng ngoài thấy vậy, hắn bực mình quá hầm hầm bước vào trong nhà, đánh diêm đốt đèn. Thấy sáng, bà lão vội vàng lau nước mắt ngừng lên, có đèn đấy à, ừ thắp lên một tí cho sáng sủa dầu bây giờ đắt gớm lên ấy mày à, bà lão đứng dậy uể oải sang giường bên kia nằm, chàng lò bào trong miệng, chán quá, chẳng đâu vào đâu tự nhiên cũng khóc. Tiếng bà cụ tứ bên kia nói với Sang, hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít nứa về đan cái phên mà ngăn ra mày à. Vâng, chàng ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Hắn toàn quay lại bảo thị cởi áo đi nằm nhưng thấy thị ngồi bần thần dưới chân giường tự nhiên hắn lại không dám hắn lẳng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cả hai cùng sượng sùng chả biết nói gì ánh đèn vàng đục ở góc nhà tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cây bóng trên vách bên ngoài gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người thầm thì nói chuyện giữa sự im lặng của đôi vợ chồng mới có tiếng ai hờ khóc ngoài xóm lọt vào tỉ tê lúc to lúc nhỏ người đàn bà bỗng thở dài chàng quay lại khẽ hỏi buồn à không gớm sao lúc này nói chuyện dai thế đợi sốt cả ruột thị lườm hắn không trả lời hắn xích lại cười cười thôi khuya rồi đấy ngủ đi thị giơ tay cùng vào chán hắn chỉ được cái thế là nhanh dơ hắn cười khì khì vươn cổ thổi tắt phụt ngọn đèn trong đêm khuya tiếng hờ khóc tỉ tê nghe càng rõ sáng hôm sau mặt trời lên bằng con sào chàng mới trở dậy trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải. Hắn chắp hai tay sau lưng lưỡng thưởng bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng loá sói vào hai con mắt còn cay xè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái, và bỗng vừa chợt nhận ra, xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khương mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cây ăn nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy âm ấp. Đống rác mùn tung hoành ngay lối đi đã hót sạch, ngoài vườn người mẹ đang lúi húi rẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cây sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đây. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng, một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà bà cụ tứ chợt thấy con dai đã dậy, bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu, anh ấy dậy rồi đấy, con đi dọn cơm ăn chẳng muộn, vâng, người đàn bà lẳng lặng đi vào trong bếp, chàng non thị hôm nay khác lắm, rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực không còn về gì trao chát trọng lòn như mấy lần chàng gặp ở ngoài tình. Không biết có phải vì mới làm dâu mà thị tu trí làm ăn không? Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường cái mặt bùng beo u ám của bà dạng dỡ hẳn lên. Bà lão xăm sắn thu dọn, quét tước nhà cửa, hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp cửa nhà cho quang quẻ, nề nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn. Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại, giữa cái mệt rách có độc một lùm rau chuối thái rối, và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. Chàng ạ, à, khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà? Tao tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem. Chàng chỉ vâng, chàng vâng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm, hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Nhiều cháo lõng bóng, mỗi người được có lưng lưng hai bát đã hết nhẵn bà lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vẻ, chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ, bà lật đật chạy xuống bếp, lệ mẹ bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mệt cơm, cầm cái môi vừa khuấy khuấy vừa cười, chè đây, bà lão múc ra một bát, chè khoán đây, ngon đáo để cơ, người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thị tối lại. Thị điềm nhiên và vào miệng. Chàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vãn tươi cười, đòn đà, cám đấy mày à, hì, ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem, xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy. Chàng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vội vào miệng. Mặt hắn chôn ngay lại, miếng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì, họ cắm đầu ăn cho xong lần, họ tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tuổi hờn len vào tâm trí mọi người ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống, rồn rập, vội vã. Đàn quả trên những cây gạo cao chót vót ngoài bãi chợ hốt hoảng bay vù lên, lượn thành từng đám bay vần trên nền trời như những đám mây đen. Người con dâu khẽ thở dài, thị nói lý nhí trong miệng, trống gì đấy, u nhỉ, trống thúc thuế đấy, đằng thì nó bắt gồng đây, đằng thì nó bắt đóng thuế. Rời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con ạ. À? Bà lão ngoảnh vội ra ngoài bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc người con dâu có vẻ lạ lắm thị lầm bầm ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à im lặng một lúc thị lại tiếc trên mạn thái nguyên bắc giang người ta không chịu đóng thuế nữa đâu người ta còn phá cả kho thóc của nhật chia cho người đói nữa đấy chàng thần mặt ra nghĩ ngời cái mặt to lớn bặm lại khó đăm đăm miếng cám ngậm trong miệng hắn đã bã ra chát xít hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc nhật chàng hỏi vội trong miếng ăn việt minh phải không ừ sao nhà biết chàng không trả lời trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sụp đàng trước có lá cờ đỏ to lắm hôm ấy hắn lang mãng nghe người ta nói họ là việt minh đấy họ đi cướp thóc đấy chàng không hiểu gì sợ quá kéo vội xe thóc của liên đoàn tắt cánh đồng đi lối khác à ra họ đi phá kho thóc chia cho người đói tự dưng hắn thấy ân hận tiếc rẻ vẩn vơ khó hiểu ngoài đình tiếng chống thúc thuế vẫn dồn dập mẹ và vợ chàng đã buông đũa đứng dậy trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới